Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019, giáo dân thuộc giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Atlanta. Ban tổ chức nói lên tâm tình. Ngày thánh hiến thánh đường mới và bàn thờ là ngày vui cho toàn thể giáo xứ của chúng con. Chúng con thật không thể kể xiết biết bao nhiêu ân lành Chúa đã thương luôn tuôn đổ trên toàn giáo xứ của chúng con. Diễn tiến thánh hiến bàn thờ vì đại diện giáo xứ trao chìa khóa nhà thờ lên Đức Cha Chủ tế. Ngài trao lại cho linh mục chính xứ Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn. Đức Cha gõ cửa 3 tiếng và cửa thánh đường được mở. Ngài và đoàn đồng tế và giáo dân tiến vào thánh đường. Ngài làm phép giếng rửa tội, rảy nước thánh và thánh lễ thánh hiến bắt đầu. Sau kinh tinh kính, đọc kinh cầu các thánh, nghi thức thánh hiến bàn thờ, rước và đặt hài cốt các thánh tử đạo dưới bàn thờ. Vị chủ tế đổ dầu thánh và xoa đều trên bàn thờ, các linh mục xức dầu thánh trên các cột trong nhà thờ, nghi thức xông hương, các thừa tác viên lau bàn thờ, trải khăn bàn thờ, đốt đèn trên bàn thờ và các cột chính trong nhà thờ. Thánh lễ tiếp tục. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, người Việt tị nạn bắt đầu định cư khắp nơi trên thế giới. Vùng Atlanta, Georgia cũng là khởi điểm dừng chân lập nghiệp của một số người dân dần dần đông lên. Riêng người Công giáo vì đức tin, việc đầu tiên cùng nhau chung tay xây dựng nơi thờ phượng và được đứng bản quyền ưu ái nâng đỡ, cho nên họ đã hòa chung với dân chúng Hoa Kỳ tạ ơn trời đất. Ngày lễ tạ ơn đã được Đức Cha giám quản Joel Cousin, chủ sự thánh hiến thánh đường tọa lạc tại 4545 Tamer Way, North Road, Georgia, cùng với các linh mục Việt Mỹ khắp nơi, cộng đoàn dân Chúa vùng lân cận, quan khách khắp từ các tiểu bang đến tham dự tạ ơn Chúa trong ngày lễ tạ ơn 28 tháng 11 năm 2019 với giáo xứ. Vị đại diện Nguyễn Thành Danh nói lên tâm tình tạ ơn. Từ thuở mà chúng tôi đang còn là một cộng đoàn nhỏ, rồi trở thành họ đạo, rồi nay chúng ta cũng là trở thành giáo xứ từ năm 2013 đến giờ. Từng bước một, Chúa đã đồng hành và Chúa đã chúc lành. Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho giáo xứ của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi đã đạt được ước mơ là một ngôi thánh đường mới. Bao nhiêu khó nhọc đó, bao nhiêu hy sinh của tất cả mọi người, già trẻ lớn bé cũng đều đóng góp ở trong đây. Và hôm nay tất cả chúng ta, mọi toàn thể giáo xứ đều hân hoan cảm tạ Chúa trong ngày hôm nay. Niềm vui chung của người Việt Nam ở khắp nơi vì giáo xứ các thánh tử đạo Atlanta đã đem lại một cái niềm hãnh diện cho người Việt Nam tại xứ Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ và những người mà đã âm thầm đóng góp, cũng giống như lời nguyện, đã âm thầm cầu nguyện, liên lỉ để xin Chúa chúc lành cho giáo xứ. Chúng tôi, nhân dịp này chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài ra không biết nói một cái điều gì khác hơn là tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ của chúng tôi có được một ngôi thánh đường thật là tuyệt vời. Đây là cái công lao trước hết là... Ngoài ơn Thiên Chúa ra thì đây là cái công lao tận tụy từ nhiều năm của cha chánh xứ ở đây, cũng là Tổng Linh Quyền chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình ngoại và hội đồng mục vụ cũng như toàn thể giáo dân tại đây đã hết sức công tác đóng góp về nhiều mặt, từ lời cầu nguyện vật chất đến tài năng của họ. Thưa anh chị, em cũng tạ ơn Chúa là đã cho chúng ta có một ngôi thánh đường để cùng nhau đến đây để thờ phượng. Cái chương trình này thì đã dự định rất là lâu năm, thì cả cộng đồng cùng chung tay góp sức tất cả để mà hoàn thành cái ngôi thánh đường này. Cái cảm nghĩ và khi chúng ta đã có được cái ngôi thánh đường rồi ấy, thì cái điều mà chúng ta mong mỏi phải để làm sao để bảo vệ, để bảo tồn cái ngôi thánh đường này. Đây là một cái món quà lớn nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở tại Atlanta. Sau nhiều năm nỗ lực để mà có một cái công trình xây dựng và hôm nay tới ngày được thánh hiến nhà thờ, thì trong tương lai các con cháu sẽ tiếp tục cái truyền thống bảo tồn đức tin Công giáo ở xứ người. Nhìn vào ngôi thánh đường thật là đồ sộ và nguy nga, có thể nói người giáo dân Việt Nam rất là giàu tấm lòng vì Chúa, vì công việc chung.
họ đã chẳng quản ngại tính toán, mà nếu có tính toán, họ tính toán tất cả để dành cho Chúa. Đức ông tham dự và Đức ông cảm nghĩ của Đức ông trong ngày như ngày hôm nay, Đức ông như thế nào? Hôm nay là ngày rất là đặc biệt, là ngày lễ Thanksgiving, tạ ơn mà Atlanta chúng tôi đó đã có được ngôi thánh đường rất là tốt. Số người Công giáo càng đến Atlanta mỗi ngày một đông, cho nên chúng tôi ở đây có hai giáo sứ Cơ Thánh Từ Đạo Việt Nam bây giờ là một giáo sứ lớn nhất, rồi giáo sứ Đức Mẹ Việt Nam. Hôm nay khánh thành nhà thờ đem lại cho giáo dân ở đây một niềm vui và rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng thì là giáo xứ này đã càng ngày càng phát triển nữa, và dân Atlanta càng ngày càng đông đảo, cho nên tinh thần Công giáo, tinh thần giáo hội ở đây phát triển mỗi ngày một đông. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa. Giáo xứ đã đem lại niềm hãnh diện cho người Việt cùng cộng tác tô thắm vườn hoa giáo hội Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn. Tôi Bộ Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia.